Quay trở lại là phần tin Việt Nam. Bản tin cho biết mưa lũ của miền Trung khiến ít nhất 62 người chết và bị mất tích. Mưa lũ và lở đất ở các tỉnh miền Trung Việt Nam những ngày qua đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng và 7 người mất tích. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc phòng chống thiên tai, tính đến sáng ngày 16 tháng 10. Mưa lũ đã làm sập đổ 649 căn nhà, gần 151.000 căn nhà bị ngập, hàng trăm hecta lúa bị ngập và hơn 3.000 hecta thủy sản bị thiệt hại. Hơn 445.000 con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi. Mưa lũ và sạt lở đất cũng khiến hơn 33.000 mét đường giao thông ở địa phương bị sạt lở và hư hỏng. Trong khi đó, công tác cấp cứu vẫn đang được gấp rút thực hiện ở thủy điện Rào Trăng 3, có 17 công nhân mất tích do lở đất ngày 12 tháng 10. Truyền thông Nhà nước Cộng sản Việt Nam cho biết rằng tính đến chiều 16 tháng 10, các đội cấp cứu tại thủy điện Rào Trăng 3 tìm thấy thi thể của hai công nhân trong số 17 người bị mất tích. Nguy cơ lũ trồng lũ sẽ còn xuất hiện tại các tỉnh miền Trung. Thưa quý vị, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có thể xuất hiện lũ đặc biệt lớn trong những ngày tới. Nguy cơ lũ trồng lũ có thể sẽ xảy ra. Đó là dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Việt Nam vào ngày 16 tháng 10 và được truyền thông quốc nội loan tin. Hiện tại các tỉnh miền Trung tiếp tục chịu ảnh hưởng của những đợt mưa lớn. Cụ thể là ở Quảng Trị vào đêm 15 rạng sáng 16, mưa lớn đã khiến một trường học ở tại thành phố Đông Hà ngập nặng và nước sông Hiếu cũng đã tràn vào các khu dân cư khiến cho nhiều nhà dân đã bị ngập sâu đến 1 mét. Tại Quảng Nam thì nhiều thủy điện thượng nguồn sông Vu Gia, Thu Bồn tiếp tục xả nước điều tiết. Do đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của tỉnh Quảng Nam dự báo sẽ có một đợt lũ lớn trong những ngày tới nếu mưa vẫn tiếp tục rơi. Chiều 16 tháng 10, do mưa lớn khiến cho đường ngập sâu, Sở Giáo dục Thừa Thiên Huế đã có công văn khẩn cho học sinh nghỉ học từ ngày 17 tháng 10. 15 dân biểu của Hoa Kỳ thúc giục Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ báo cáo về vụ đồng tâm. 15 dân biểu Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 10 đã gửi một bức thư tới Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo bày tỏ quan ngại về vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm và phiên tòa xử 29 người dân Đồng Tâm mới đây. Và đồng thời yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sớm có báo cáo cập nhật trước Quốc hội Hoa Kỳ về vụ việc này. Theo bức thư, các dân biểu Hoa Kỳ ghi nhận vụ tranh chấp đất đai giữa người dân Đồng Tâm và nhà cầm quyền đã bắt đầu từ năm 2017 khi mà chính quyền quyết định thu hồi đất của người dân Đồng Tâm với lý do là đất quốc phòng. Vụ tranh chấp đã dẫn đến xung đột ngày 9 tháng Giêng khi nhà cầm quyền điều động khoảng 3.000 công an tấn công vào Đồng Tâm, bắn chết cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, người được coi là thủ lĩnh của những người dân đòi bảo vệ đất. 3 công an cũng thiệt mạng trong vụ tấn công này. 29 người dân Đồng Tâm đã bị ra tòa và 2 người đã bị kết án tử hình, một người chung thân vì tội giết người. Xuất cảng thủy sản sang EU dự báo đạt hơn 1 tỷ Mỹ Kim vào năm 2020. Thưa quý vị, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vào ngày 16 tháng 10 đã cho hay là sau khi ký hiệp định về hợp tác thương mại với lại Âu Châu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 vừa qua thì tình hình xuất cảng thủy sản của Việt Nam sang EU có hồi phục, nhưng dự báo cả năm 2020 tình hình này vẫn giảm 20% khi mà đạt hơn 1 tỷ Mỹ Kim. Truyền thông Nhà nước Cộng sản Việt Nam loan tin, theo Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thì Việt Nam hiện có khoảng 579 doanh nghiệp xuất cảng thủy sản sang EU, chiếm 72% trong tổng số doanh nghiệp xuất cảng thủy sản đi các thị trường là khoảng 805 doanh nghiệp. Thủy sản của Việt Nam xếp thứ 11 về thị phần ở tại EU, đứng sau Mỹ, Trung Cộng, Nhật Bản, Hồng Kông, Nam Hàn, Ấn Độ, Mỹ Tây Cơ, Canada, Singapore và Đài Loan. EU là thị trường có quy định cao về an toàn thực phẩm, trong đó có thủy sản nhập cảng. Các lô hàng thủy sản Việt Nam bị cơ quan thẩm quyền của EU cảnh báo là có giảm, nhưng vẫn gặp khó về yêu cầu trong việc khắc phục bị thẻ vàng. Bản tin đời sống nối tiếp cho biết tổ chức WHO kết luận thuốc Remdesivir không có tác dụng trong việc điều trị COVID-19. Một thử nghiệm lâm sàng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố rằng thuốc Remdesivir của Gilead Sciences có ít hoặc là không tác dụng gì đến thời gian nằm viện hoặc cơ hội sống sót của bệnh nhân COVID-19. Nghiên cứu cho thấy các phác đồ dường như ít hoặc không ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong trong 28 ngày hoặc thời gian điều trị tại bệnh viện ở những bệnh nhân nhập viện với COVID-19. Kết quả là từ thử nghiệm của WHO đánh giá tác dụng của 4 chế độ thuốc tiềm năng bao gồm cả Remdesivir và được thực hiện trên 11.266 bệnh nhân người lớn trên hơn 30 quốc gia. Gilead Sciences trong khi đó cho biết dữ liệu có vẻ không nhất quán và các phát giác là còn quá sớm.
Bản tin giải trí kế tiếp cho biết là phim hoạt hình có tên là The Addams Family ra phần 2. Các thành viên quái dị của gia đình Addams trở lại cho phim hoạt hình có tên là The Addams Family 2. Xưởng phim Metro Goldwyn Mayer chưa tiết lộ nội dung của phim. Và qua cái phần giới thiệu phát hành vào ngày 13 tháng 10, khán giả đoán phần 2 sẽ xoay quanh những bất cập của gia đình Addams khi mà đối mặt thế giới hiện đại. Bố Gomez và mẹ Morticia là phù thủy, cho nên cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình cũng khác người. Dàn diễn viên lồng tiếng của phần 1 gồm có Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloe Grace Moretz và rapper Snoop Dogg. Nam diễn viên hài Bill Hader góp giọng cho một nhân vật mới chưa được tiết lộ. Qua gần 60 năm với nhiều ấn phẩm truyện, loạt phim truyền hình kéo dài 6 mùa, 5 phiên bản phim điện ảnh và hàng loạt sản phẩm ăn theo khác, thì các nhân vật trở thành một phần của văn hóa đại chúng Hoa Kỳ. Vừa rồi là chương trình tin tức thời sự buổi tối. Kiều Trâm và Quang Trương cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều và xin kính chào tạm biệt.